Việt Nam có 3 ca mắc mới nhập cảnh. Số ca mắc COVID-19 toàn thế giới vượt mốc 130 triệu. Dịch đang nóng lên tại nhiều nước ở châu Mỹ. Hiện nhiều nước châu Á và châu Âu đều đang trải qua làn sóng dịch thứ 3. Chính phủ Mỹ đã phát động một chiến dịch quảng cáo lớn cho tiêm chủng ngừa COVID-19. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin COVID-19 sáng ngày 3 tháng 4 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, bản tin chiều ngày 2 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Quảng Ninh, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.620 bệnh nhân, hơn 27.400 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Con số này đã giảm gần 10.000 so với số liệu 12 giờ trước, chủ yếu giảm ở số người cách ly tại nhà và nơi lưu trú. Bộ Y tế cho rằng, so với nhu cầu, Việt Nam vẫn còn thiếu lượng vaccine khá lớn. Vì thế, Việt Nam đang rất cần sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các quốc gia tổ chức trong việc tăng cường khả năng sớm tiếp cận với các nguồn vaccine COVID-19. Kính thưa quý vị, theo trang thống kê Worldometer, tính đến 22 giờ ngày 2 tháng 4 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận 130 triệu 357.248 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2 triệu 842.931 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 105 triệu 017.270 người. Hai quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đều thuộc châu Mỹ, với Mỹ bao gồm 556.616 ca tử vong. Trong tổng số 31.246.420 triệu ca nhiễm, và Brazil, bao gồm 325.559 ca tử vong, trong số 12.842.717 ca bệnh. Đáng lo ngại, dịch bệnh đang nóng lên tại nhiều nước ở châu lục này. Trong 24 giờ qua, Cuba đã ghi nhận 1.013 ca mắc mới, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp số ca mắc mới vượt mức 1.000 ca. Trong số ca mắc mới, thủ đô La Habana, tâm dịch tại nước này, chiếm gần 50% với 490 ca, Hiện tổng số ca mắc tại Cuba là 7.626 ca, trong đó có 425 trường hợp không qua khỏi. Trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại nhiều nước đang có chiều hướng gia tăng, Chile đã đóng cửa tất cả các đường biên giới của nước này từ ngày 5 tháng 4 tới, trong khi Bolivia đóng cửa biên giới với Brazil và Peru vào dịp lễ phục sinh. Tại Ấn Độ, quốc gia chịu ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng thứ ba thế giới, số ca nhiễm mới tại nước này trong một ngày đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Cụ thể, Ấn Độ đã ghi nhận 81.466 ca mắc và 469 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong tại quốc gia Nam Á này lần lượt là 12.303.131 ca, trong đó có 163.428 ca tử vong. Quốc gia Nam Á khác là Bangladesh cũng đã ghi nhận thêm 6.830 ca mắc COVID-19, mức cao chưa từng thấy kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này là 624.594 ca, trong đó có 9.155 người không qua khỏi. Trong khi đó, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản đã ra chỉ thị yêu cầu chính quyền các địa phương trên toàn Nhật Bản chủ động củng cố hệ thống xét nghiệm trong tháng tư này nhằm đối phó với làn sóng dịch COVID-19 có quy mô lớn từ trước đến nay có thể xảy ra. Trong những ngày gần đây, dịch COVID-19 tại Nhật Bản đã có dấu hiệu gia tăng trở lại tại một số địa phương sau khi chính phủ dỡ bỏ lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp. Tương tự, quốc gia láng giềng của Nhật Bản là Hàn Quốc cũng đã quyết định từ ngày 2 tháng 4 tăng cường các biện pháp phòng dịch tại một số thành phố lớn, trong đó có Busan và Jeonju, khi số ca nhiễm mới virus COVID-19 ở Hàn Quốc duy trì ở mức 500 ca một ngày trong 3 ngày liên tiếp. Hàn Quốc ghi nhận làn sóng lây là nhiễm thứ 3 bắt đầu từ giữa tháng 11 năm 2020 chưa có dấu hiệu chậm lại khi số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn dao động ở ngưỡng trên dưới 400 ca. Các chuyên gia y tế Hàn Quốc cũng cảnh báo về một làn sóng lây nhiễm khác khi các ổ lây nhiễm tập thể liên tiếp xuất hiện tại nhiều cơ sở khác nhau, bao gồm phòng tắm hơi, điểm tụ tập tôn giáo và cả nơi làm việc. Còn tại khu vực Đông Nam Á, Bộ Y tế Philippines thông báo, nước này đã ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất kể từ đầu dịch với 15.310 ca, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên tới 771.497 ca. Trước đó, Philippines xác nhận số ca mắc mới trong vòng 24 giờ cao kỷ lục với hơn 10.000 ca. Bộ này cũng đã công bố thêm 17 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca không qua khỏi tại Philippines lên 13.320 ca. Tại Lào, trong bối cảnh lễ hội mừng năm mới cổ truyền sắp đến gần, Văn phòng Chính phủ Lào đã yêu cầu tất cả các tỉnh thành trên cả nước phải giảm quy mô tổ chức các sự kiện chào mừng nhằm tránh tụ tập đông người và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Tiếp sau thủ đô Phnom Penh, chính quyền tỉnh Kampong Speo của Campuchia cũng đã bắt đầu thực hiện lệnh giới nghiêm, bắt đầu từ 20 giờ tối hôm trước tới 5 giờ sáng hôm sau, trong vòng 2 tuần, từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4. Trước đó một ngày, đô trưởng Phnom Penh Quang Srang chỉ đạo tất cả các lực lượng cảnh sát và hiến binh tại 14 quận huyện thuộc thủ đô Phnom Penh bảo đảm thực thi lệnh giới nghiêm phòng chống dịch COVID-19, có hiệu lực từ 20 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, áp dụng từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 4, chung với dịp Tết Khmer truyền thống. Hiện nhiều nước châu Á và châu Âu đều đang trải qua làn sóng dịch thứ ba. Thổ Nhĩ Kỳ thông báo ghi nhận 40.806 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất theo ngày kể từ khi dịch bùng phát cách đây hơn một năm đồng thời xác nhận thêm 176 ca tử vong. Những số liệu trên đồng nghĩa với việc Thổ Nhĩ Kỳ bước vào làn sóng dịch thứ ba. Tình hình này đã buộc Tổng thống Tayyip Erdogan ban hành các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt vốn đã được nới lỏng từ tháng 3. Cùng ngày, Kazakhstan cũng ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất từ trước đến nay với 2.077 ca, đưa tổng số ca mắc tại quốc gia Trung Á này lên 248.931 ca với 3.078 ca tử vong. Trong khi đó, Ukraine có thêm 19.893 ca mắc, cao nhất từ đầu dịch. Số ca tử vong trong một ngày cũng tăng lên mức cao mới, với 433 ca trong 24 giờ qua, vượt cả mức cao nhất từng được ghi nhận trước đó là 421 ca vào ngày 1 tháng 4. Đây là ngày thứ ba liên tiếp, số ca tử vong trong ngày tại Ukraine tăng cao kỷ lục. Cho đến nay, quốc gia Đông Âu này đã xác nhận tổng cộng 1.711.630 ca mắc với 33.679 ca không qua khỏi. Tại nước Pháp, cũng đã ghi nhận 50.659 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 1 tháng 4, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp số ca lây nhiễm mới trên mức 50.000 ca. Cũng trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 308 ca tử vong. Tổng số ca mắc tại Pháp tính đến nay là 4.695.082 ca, trong đó có 95.976 ca tử vong. Theo Thủ tướng Pháp Jean Castex, số ca mắc mới tăng cao như vậy là do biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nguồn gốc tại Anh có khả năng lây lan nhanh hơn. Slovenia cũng đã bắt đầu áp đặt lệnh phong tỏa thứ ba nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới do biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Anh. Lệnh mới này sẽ kéo dài đến ngày 11 tháng 4. Tuy nhiên, các cuộc tụ họp với quy mô gồm hai hộ gia đình vẫn được phép tổ chức vào ngày lễ phục sinh sắp tới, ngày 4 tháng 4. Giới chức y tế Slovenia cho biết biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên tại Anh đang lây lan nhanh chóng và hiện chiếm hơn 40% tổng số ca bệnh tại nước này. Số ca mắc COVID-19 tăng vọt và tiến độ tiêm chủng chậm chạp đã phủ bóng đen lên các lễ hội được mong đợi ở châu Âu trong năm thứ hai liên tiếp. Mới đây nhất, Ban tổ chức Liên hoan truyện tranh nổi tiếng thế giới ở Angoulême, nước Pháp, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 tới, đã thông báo hủy sự kiện này do lo ngại dịch COVID-19. Bảy lễ hội văn hóa dự kiến diễn ra tại Đức và thụy sĩ cũng bị ảnh hưởng, bao gồm Dege Brand, Hurricane, Southside, Rock Rockheim Park, Onemontestone và Greenfield. Trong khi đó, hai buổi tiệc văn hóa lớn là Shona và Primavera ở Barcelona thuộc Tây Ban Nha cũng bị hủy trong năm thứ hai liên tiếp. Trước những diễn biến trên, tổ chức y tế thế Đế giới về WHO cho biết. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã thống nhất kêu gọi thiết lập một hiệp ước quốc tế về chuẩn bị và ứng phó với đại dịch COVID-19 cũng như các đại dịch khác có thể xuất hiện. Mục tiêu chính của hiệp ước quốc tế trên sẽ là thúc đẩy cách tiếp cận của tất cả các chính phủ trên thế giới cũng như toàn xã hội, tăng cường năng lực quốc gia, khu vực và toàn cầu cũng như khả năng ứng phó với các đại dịch có thể xuất hiện. Hiệp ước này sẽ được hỗ trợ với các công cụ y tế toàn cầu hiện có, đặc biệt là các quy định y tế quốc tế để có thể kêu gọi người dân đi tiêm chủng ngừa COVID-19, chính phủ Mỹ đã phát động một chiến dịch quảng cáo lớn với phương châm: "Chúng ta có thể làm được điều này", đang được phát sóng trên các kênh truyền hình của Mỹ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Cùng với đó, chính phủ Mỹ cũng đang chi hàng triệu đô la để đưa chương trình quảng cáo trên lên các đài phát thanh phục vụ cho các cộng đồng người da đen, người gốc Tây Ban Nha, người Mỹ gốc Á và người Mỹ bản địa, những cộng đồng được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề do virus SARS-CoV-2. Dự kiến, chiến dịch quảng cáo trên sẽ kéo dài đến cuối tháng 4. Trong khi đó, sau nhiều ngày đàm phán, đại sứ các nước Liên minh châu Âu EU đã nhất trí điều chỉnh hệ thống phân bổ vaccine giữa các nước thành viên. Theo đó, năm nước hiện đang gặp khó khăn nhất trong ứng phó với dịch bệnh, bao gồm Bulgaria, Croatia, Estonia, Latvia và Slovakia sẽ nhận được 2,85 triệu trong tổng số 10 triệu liều vaccine của Pfizer and BioNTech mà khối này dự kiến tiếp nhận trong quý 2 năm 2021. Bồ Đào Nha, nước hiện giữ chức Chủ tịch Luân phiên EU, cho biết quyết định này được khối đưa ra nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn với các nước thành viên đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Áo, Cộng hòa Séc và Slovenia đã phản đối quyết định nói trên. Do vậy, Ba nước này vẫn sẽ được tiếp nhận đầy đủ số lượng vaccine theo hệ thống phân bổ hiện nay, căn cứ theo quy mô dân số của các nước. 19 nước thành viên EU còn lại sẽ chia sẻ 6,66 triệu liều vaccine. Kính thưa quý vị, bản tin COVID-19 sáng ngày 3 tháng 4 của DKN TV đến đây tạm dừng. Kính chúc quý vị một buổi sáng tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.